Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel. Trong video trước thì mình đã giới thiệu về chiếc máy ghi âm có mã là GH500. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ đem đến và giới thiệu một cái dòng cao cấp hơn của cái dòng GH500, đó là cái dòng GH700 có dung lượng là 8GB nè. Về cách đóng gói thì cái con GH700 này thì nó cũng đóng tương tự như cái dòng GH500. Đây là cái thiết kế của cái con GH700 đây. Con GH500. Dòng GH700 thì nó được trang bị một viên pin lên tới 1500 mAh. Nó gần như là gấp 5 lần so với cái dung lượng pin của cái dòng GH500. Nên các bạn có thể thấy là cái thiết kế của nó nhìn nó to bản hơn một chút so với cái dòng GH500. Dòng GH500 thì nó có thể ghi âm liên tục được khoảng tầm 3 ngày. Còn cái dòng này thì nó có thể ghi âm liên tục được khoảng tầm 8 ngày. 8 ngày hoặc là 360 giờ nha các bạn. Đây là những cái phụ kiện bên trong cái dòng GH700. Một cuốn sách hướng dẫn giới thiệu sơ về cái sản phẩm. Một chiếc cáp sạc micro USB. Chiếc cáp sạc này thì mình thấy nó cũng khá giống so với cái dòng GH500. Một cái điểm khá là thú vị trên cái con GH700 là nó được đi kèm một chiếc micro. Với chiếc micro này thì các bạn có thể thu định hướng âm thanh nó dễ dàng hơn, có thể ghi âm hội thoại, và cái micro này là micro cài áo. Ngoài ra thì những bạn nào đã có sẵn những chiếc micro cài áo mà có hỗ trợ lọc noise tạp âm rồi á, mà kết hợp với chiếc máy ghi âm GH700 này thì nó là vô cùng tuyệt vời. Ở trong cái bộ sản phẩm nó còn có cho chúng ta một chiếc tai nghe in-ear nữa. Tai nghe này nó đây. Rồi, đó là những cái phụ kiện bên trong cái dòng GH700. Mình sẽ lấy chiếc micro này ra và chút nữa mình sẽ test chất lượng âm thanh. Khi mà lưu những cái file âm thanh bằng cái micro trực tiếp trên máy và khi sử dụng micro cài áo thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi một chút về cái thiết kế của cái dòng GH700 nhé. Dòng GH700 thì cái layout thiết kế của nó đưa tất cả các phím chức năng đi lên mặt trước của thiết bị. Ở phía dưới thì các bạn có thấy là nó có một cái dải loa. Với cái dải loa ngoài như thế này thì các bạn có thể ghi âm xong và nghe lại trực tiếp luôn bằng loa ngoài cũng được. Ở phía trên đỉnh máy thì bạn, đây mình zoom gần lại một chút. Ở phía trên đỉnh máy thì các bạn có thể thấy là nó có tích hợp hệ thống 3 chiếc micro, 3 chiếc. Và các bạn có thể thu định hướng với những cái góc lên tới 120 độ. Với những cái góc rộng lên tới 120 độ cùng chiều so với cái micro này. Ở phía trên đỉnh này thì nó vẫn ghi chú rõ cho chúng ta là một cổng, nó có hai cái jack 3.5. Thì một jack là để cắm tai nghe và một jack để cắm thêm những micro ngoài. Ví dụ như chiếc micro này cắm vào cổng này. Khi mà cắm xong á thì các bạn có thể ghi âm trực tiếp bằng cái cổng micro này thì nó sẽ định hướng theo chiều mà chúng ta cần ghi âm hơn, nó sẽ chuẩn xác hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động cái chiếc máy ghi âm này lên nhé, để xem thử các phím chức năng này nó có khác gì so với con GH500 mà mình đã từng review không. Để khởi động cái thiết bị này lên thì ở đây nó có ghi chú cái nút on off ở phía bên này, chúng ta sẽ gạt lên. Cái màn hình này nó lớn hơn một chút so với cái dòng GH500 ha. Nó là 1,5 inch và nó cũng sử dụng cái tấm nền TF chống lóa. Để ghi âm trực tiếp trên chiếc máy ghi âm GH700 thì nó có cái phím nóng ở đây, phím recording ở đây. Chúng ta chỉ cần gạt lên là ghi âm thôi. Đó, nó sẽ đi vào cái chức năng ghi âm liền luôn. Cái thanh sau quay nó vẫn đang nhảy, mình đang nói và nó đang ghi âm. Chút nữa mình sẽ tách ra cái phần âm thanh mình lưu trực tiếp trên cái thiết bị mình đang quay cũng như trên chiếc máy ghi âm này luôn. Để tắt cái lệnh ghi âm này thì chúng ta chỉ cần gạt xuống là nó sẽ thực hiện xong một cái lệnh quay và tiến hành save vào máy. Rồi, ok, đó là chức năng ghi âm trực tiếp bằng chiếc micro trên chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ thử cắm cái chiều nào ha, đây, vào chiếc máy ghi âm. Rồi, alo, 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 alo. Đó, các bạn có thể thấy là chút nữa mình sẽ tắt những cái file âm thanh này rời ra. Các bạn có thể thấy là nó sẽ không lấy những cái tạp âm xung quanh. Nó sẽ không lấy tạp âm xung quanh nữa. Nó không có nhảy những cái sâu quay như mới nãy mình lúc mà mình chưa cắm. Rồi, mình save cái file này lại để chút nữa so sánh cho nó dễ.
Ở trên máy thì nó có chức năng là nghe lại trực tiếp và chúng ta có thể phát trực tiếp bằng cái nút play. Play này luôn. Rồi, ok. Đó là chức năng ghi âm trực tiếp bằng micro trên chiếc máy này. Đó là cái file đây hiện tại. Đây hiện tại đang là cái file mà ghi âm bằng micro tích hợp trong máy. Mình sẽ chuyển qua cái file thứ hai là cái file mà đây, cái file mà ghi âm bằng chiếc trang nó sẽ đi vào cái chức năng ghi âm liền. À đây, đây không phải. File thứ ba chứ. Rồi, ok. Đó là chức năng ghi âm trực tiếp bằng chiếc micro trên chiếc máy này. Giờ mình sẽ thử cắm cái khi mà ghi âm bằng micro thì các bạn có thể thấy là rồi à, khi mà mình ghi âm bằng chiếc micro cả áo thì các bạn có thể thấy là cái tiếng vọng khi mà mình để sát miệng á thì nó dồn cái decibel nó vào cái máy ghi âm này cực kỳ lớn, nên thành ra khi mà ghi bằng áo á, các bạn nên tránh cái trường hợp là để cái micro này quá sát miệng, mà chúng ta sẽ gài nó ở phía dưới, ở phía dưới cổ áo hoặc là này nọ thì nó sẽ có cái hiệu quả âm thanh nó sẽ tốt hơn. Hiện tại mình hơi sai lầm một chút là mình đã để cái micro này nó hơi sát miệng, nên cái những cái decibel ở những cái cường độ lớn á, nó dội vào nó hơi chóa tai một chút. Rồi, đó là về cái chức năng ghi âm trên chiếc máy ghi âm GH700. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần menu để xem thử ở trên cái dòng máy này nó có những cái chức năng gì nó gọi là ghê gớm hơn so với cái dòng GH500 không. Ở trong cái phần menu của cái dòng GH700 thì nó cũng có rất là nhiều thẻ chức năng, rất là nhiều luôn đó. Nó cho chúng ta đổi ngôn ngữ và mình cũng tìm thấy, và mình cũng tìm trong cái thẻ này thì không thấy có tiếng Việt. Stop là cái dung lượng máy, nó có bộ nhớ 8GB và hiện tại đang sử dụng là 0.3MB. Muốn bấm back quay trở lại thì chúng ta sẽ bấm vào phím này, còn vào OK là phím này. Nó sử dụng cũng đơn giản. Bây giờ mình sẽ thử vào cái phần quan trọng nhất trên chiếc máy ghi âm này, đó là cái phần recording setting, để xem thử trong cái thẻ này nó có những cái chức năng gì không. À, trong phần cái tab recording setting thì nó có rất là nhiều những cái hiệu chỉnh. Mà khi chúng ta làm quen với những cái hiệu chỉnh này rồi thì cái hiệu quả chúng ta ghi âm đạt được nó sẽ tốt hơn. Những cái thông số về VOR nó cũng có nè. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể hiệu chỉnh cái recording quality, cái chất lượng ghi âm. Ở trong cái thẻ này thì chà, như cái thông số á, những cái thông số này thì mình cũng chưa rành lắm. Mình để xem thử còn những cái chức năng nào không. Rồi, môi trường ghi âm này, recording scene này. Thì ở đây mình đang chọn là Transstation, Transstation scene, có nghĩa là ở những cái môi trường là đông người đó. Interview, một cuộc họp trong đối thoại, họp gì đó, meeting là những cuộc họp này. Long distance scene, distance. Thì đây là cái chức năng ở những cái phòng cực kỳ, những cái hội trường cực kỳ lớn. Đó là những cái hiệu chỉnh về cái phần recording setting, nó có quá nhiều. Tùy vào nhu cầu và cái mục đích sử dụng của chúng ta như thế nào để setup lại cho nó phù hợp. Rồi, những cái chức năng khác, play mode. Chúng ta có thể chọn, thôi mình cứ để mặc định nó là normal mode cho nó dễ sử dụng đi. Screen saver time, màn hình chờ. Nói chung là những cái chức năng dưới này thì nó đơn giản và nó không có gì phức tạp hết. Chủ yếu là một cái chức năng chính nằm ở cái mục recording setting này. Thì cái mục này nó có quá nhiều những cái hiệu chỉnh trong này. Quá nhiều hiệu chỉnh mà chúng ta cần phải nắm rõ từng cái thẻ thì sẽ hiệu quả hơn cho vấn đề sử dụng cái con GH700 này. Đó là về cái thiết kế và những cái phím chức năng trên chiếc máy ghi âm GH700. Một cái phiên bản nâng cấp cao hơn so với cái dòng GH500. Rồi, video mở hộp và trên tay nhanh cái chiếc máy ghi âm GH700 của mình xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.